đi hái mướp mạch. Được rồi, đi hái mướp nào, đi, đi hái mướp mà lên. Rộng quá. Quả trên đây, dây này héo rồi, dây này bị rụt ra héo rồi, rụt ra héo rồi, lấy quả này đi. Giờ dây đang ra quả thế này, rất ngon không? Đây còn hai quả thế này. Ui giời. Mắm tôm ơi, mắm tôm à, đi trà trên tay tắm thôi, trời lạnh rồi. Rồi bố cái mua xem nào. Con đi trả cho tay tắm đi.
Đâu rồi, đi xuống đây ăn canh đi xem nào. Tôm à, xuống đây ăn canh mau lên. Nhăn nhó cái gì, má ăn đi xem nào. Canh xịn thế này mà ăn cơm thì phải ăn canh trước chứ. Hộp độc phộng không ăn được thì bỏ ra. Nó rắt răng, răng nó vỡ rắt hết bỏ ra. Ngon không? Vừa không? Ngọt hả? Ngon quá, nhưng mà hơi có mùi, hơi có mùi khoái phải không? Hơi có mùi khoái nhé. Mùi đấy là mùi khoái đấy. Uẹt đầu mày, nấu bếp củi đấy mày có mùi khoái chứ.